còn gì đẹp bằng xem mặt trời lặn sắp sửa xuống dưới đỉnh núi rồi ăn mì gói. Và đây có nhiều chỗ để người ta đi chơi, đi bộ, bơi xuồng, chơi tuyết, xem các thú, đi xe đạp, câu cá. Airport at Jackson, which is north of the city, is in Grand Teton National Park. Yeah, we saw that. Okay. That makes special. Over Togedy Pass and into Moran Junction. Okay. What's wonderful about this route is after you come out of Dubois and cross Togedy Pass, which is just under 10,000 feet elevation, you come to the Grand Tetons dead on. Oh. So you're facing them, you land right in front of them, and it's really beautiful. Đây là Laramie, Wyoming. Những cây pins của nhiều người từ các nơi ở trong nước Mỹ đến đó. Họ đến từ đâu thì họ ghi một cái pin xuống dưới đó. Có gia đình của con gái từ Ottawa, Canada. Hey, the U.S. got Wyoming. We are right here, and then people are from all around the world. Well, there's several ways to go. So I'll let you finish with you. He who travels has stories to tell. Hmm. Can I put this one on the bottom? Mình đi từ Colorado ở dưới và đi lên tới thành phố Laramie, rồi cứ đi miết qua bên đây. Hiện tại bây giờ tới đây của Wyoming và mục đích mình sẽ đi đến cái khu Grand Teton National Park của Wyoming. Gia đình mình đi Wyoming. Hiện tại lái khoảng chắc cũng cỡ 5-6 tiếng và sẽ tiếp tục đi thêm mấy tiếng nữa sẽ đến Grand Teton National Park, công viên quốc gia. Tối hôm nay hai xe đậu ở đây để ngủ luôn. Và bây giờ thì chuẩn bị mì gói ăn, rồi sau đó vô súc miệng lẹ lẹ. Ở đây cũng có muỗi nữa. Nơi đây là một cái nơi lịch sử, có rất nhiều người đã từng đi qua đây từ thời xưa đó, thời lập quốc á. Họ đi qua cái khu gọi là Continental Divide, chia hai bên đông và tây của cái dãy Rocky Mountain. Có nhiều người đã đi qua đây, những người Indians, những người Mountain Men, là những người miền núi đó. Rồi Oregon Trail Immigrants, Pony Express Riders, là những người chuyển thơ, chuyển hàng, tôi nghĩ là như vậy. Những người làm miners, là những người hầm mỏ, làm hầm mỏ đó, đào vàng, đào này, đào kia đó. Cho nên đây là một con đường rất là quan trọng đi xuyên qua cái dãy núi Rocky Mountain. Còn gì đẹp bằng xem mặt trời lặn sắp sửa xuống dưới đỉnh núi, rồi ăn mì gói. Thấy đi chơi dân dã không? Đó. Good morning, everyone. Hello, how are you? Wow, a little cold, but mặt trời mọc lên đẹp quá. Rồi, bây giờ sáng dậy, Lộc với Billy chuẩn bị cà phê. Morning coffee. Hey, hey, in plastic cups. Instant coffee from Vietnam, is it right? This one. Yeah. Only. Yeah, G7. G7. Mình ăn sáng bánh mì trét, bơ đậu phộng với mứt nho. Đặc biệt là nó cái hũ này nó để hai thứ chung vô luôn. Nhìn thấy lung tung vậy ha, nhưng mà đây là có những cái sọc sọc á ha. Có mứt, có
bơ đậu phộng nó làm sẵn ở trong đây cho nó cũng gọn. Đó. Trét vô ăn bánh mì nướng ngon ghê á. Cái lò cũng mới mua mà cũng làm bánh mì giòn ngon lắm. Đủ không làm thêm gì không? Không. Nếu thêm thì lấy bánh mì kia thêm. Ngon quá. À, đã quá buổi sáng. Chào các bạn from Wyoming. Mình có cái máy gọi là rinse kit, là đổ nước đó rồi có cái pressure, có điện rồi cái phun ra. Rửa chân, rửa chén, rửa ly, uống cà phê xong. Có khi gội đầu cũng được, hoặc là chân dơ đó rửa rồi ngủ. Wow, tiện ha. Lên đường nha, đi đến công viên Grand Teton sáng hôm nay. Còn khoảng hơn 2 tiếng rưỡi nữa sẽ tới. Wow, look at that, Bảo Linh. It's beautiful. Oh my goodness, that's pretty. Mình sẽ đến Grand Teton, nơi đó có đỉnh cao nhất là 13.770 feet. Grand Teton, nickname của nó là vú bự, vú bự, tiếng lóng á, tiếng lóng của người địa phương. Your grand adventure at Grand Teton. Cái đỉnh núi này người ta nói là vú bự. Và đây có nhiều chỗ để người ta đi chơi, đi bộ, bơi xuồng, chơi tuyết, xem các thú, đi xe đạp, câu cá. Mình sắp sửa đi vô, mình đang ở chỗ You Are Here. Sẽ đi vô đây. Cái đường này xuống tuốt ở dưới phía nam. Rồi từ từ mình sẽ đi lên phía bắc. Rồi sẽ đi qua bên Yellowstone National Park nữa. Ôi, có ai lao kiến giùm không? Ờ, mới kiếm được người đây. Giúp đi. Grand Teton. Yes. Khoảng ngay giữa mùa hè, nhưng trên đỉnh núi thì vẫn còn tuyết. Ở trên đó thì chắc là rất là còn lạnh nhiều quá, cho nên tuyết nó tan không có nổi, mặc dù có nắng nhiều. Đi xe hơi nhỏ thì 35 đô, rồi mấy loại xe khác thì từ từ, tùy theo. Nhưng mà cho những người hưu trí đó, senior annual, 20 đồng một năm. Nếu đi cả đời luôn thì 80 đồng. Nếu mình đi 4 lần 20 đồng thì nó sẽ cho mình cái thẻ 80. Các bạn thấy rừng bị cháy không? Nó cháy qua rồi đó. Nhiều cây nó tiêu đều ở trên luôn. Ở trong Grand Teton National Park. Ở trước sơ xác.
nên mọi người phải cố gắng bảo vệ nếu được, để cho đừng có lan tràn lửa đó. Nhưng mà thường thì ở mấy bên phía tây của nước Mỹ thì có nhiều cái nó bị cháy do sấm sét á, lâu lâu cũng có người đốt lửa trại hoặc là hút thuốc quăng cái tàn xuống. Jenny Lake, Grand Teton National Park. Quá chừng đông xe, hồi nãy thấy trong đây chưa vô đây mà ở ngoài đậu đầy hết trơn à. You are here, ngay chỗ Jenny Lake, ngay cái dưới chân núi, có nhiều dãy núi, đặc biệt là Grand Teton. Is being aggressive, like it's charging you or doing that or getting food or being a or bluff charging, snapping its jaws, that sort of thing. When a bear does that, which is pretty rare, it's not too common, you remove the top tab, this orange tab. At this point, the bear spray is ready to spray, so all I do is just push down on the black tab. Uh-huh. It throws out. Before extension, Tetons rise, and today getting higher, taller. Đây có mấy người chuẩn bị đồ ăn, có mấy người ngồi chờ để ăn, waiting for food. Hungry. Bà ngoại mệt rồi. Mình nghỉ đêm ở phía dưới, phía nam của thành phố Jackson, Wyoming, ngay chỗ You Are Here. Đây là cái rest area, cũng sạch, tiện nghi, chỗ ngủ ngoài xe cũng tốt. Chỗ nghỉ đêm là Star Valley Rest Area. Ở đây cũng có các bàn picnic và cũng có cái lò để nướng barbecue nữa. Chỗ này họ chăm sóc cũng rất là tốt, cỏ cũng sạch. Sáng nay uống cà phê, đây có mấy hiệu cà phê đây. Cà phê đen, cà phê sữa này kia, cà phê 3-in-1 cũng có. Rồi ăn súp, bánh mì, táo, chuối, nếu cần thêm snack ở đây. Good morning. Hello. Good morning. Chuẩn bị ăn sáng. Đây. Tối mình đậu ở đây. Che kín đèn lại. Có cái mask thì nếu cần. Nhưng mà tối, hai tối rồi thì rất là lạnh, cho nên ngủ rất là thoải mái. Cửa đóng lại cũng ok. Này buổi trưa buổi chiều cũng có thể barbecue. Có một ít củi của ai để lại phía trước đó.
này lọc nấu sẵn ở nhà đó, vô hộp đóng cho nó kín sạch sẽ rồi đóng nhãn hiệu đàng hoàng nha, đến đây hâm nóng trở lại ăn đỡ lắm ạ. Súp nha, bánh mì chấm súp ăn ăn sáng, súp nóng, bánh mì nóng. Này là brand chili, nó hơi cay cay mà không đến nỗi. Bất ngờ cái sprinkler nó hoạt động nó phun có chỗ để tráng trở lại. Wow, hay quá ha, mình đóng thuế đầy đủ rồi. Giờ nó phục vụ cho mình quá tốt ha, có chỗ nghỉ ngơi rồi không tốn tiền, vệ sinh tốt, có nước để rửa chén luôn, cái chừng nó xịt cái nó bay luôn á, nắm chắc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!